Mày nghĩ nha, vậy là từ nay má sẽ không trỗi dậy, đi đứng, nói năng và chăm sóc con như trước được nữa. Con sẽ nhớ má nhiều lắm. Theo ngoại về nha con, trễ rồi. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế. Hey. Con gái má đúng là số khổ mà. Đẹp người như vậy á mà mất sớm. Trời ơi, ba con bé Kim cũng tệ thiệt. Ai đời đi làm ăn xa mà vợ mất cũng không biết nữa. Ba con chắc có lý do mà đừng có nói vậy, tội nghiệp ba con. Mày biết gì mà nói. Ba mày đi á, lúc mày còn chút ép à. Bây giờ tao nói thiệt nha, ra đường hai cha con mày gặp nhau nhiều khi còn không nhận ra nhau nữa đó. Thôi được rồi con, đi vô tắm rửa nghỉ ngơi con. Đúng là số khổ mà. Ai đời hết nuôi mẹ chồng, bây giờ tới nuôi cháu chồng. Không cần đâu, mà bạn có vác cũng không có nổi đâu. Mà bạn vác cây chuối về làm gì vậy? Mình vác cây chuối này về cho heo ăn. Có nặng lắm không? Sao bạn giỏi quá vậy? Cũng nhẹ thôi. Những tháng năm đó đem lòng gửi trao một người, cất sâu đi biết bao điều chưa nói. Bộ mày ngủ ngoài rẫy hay sao mà lâu vậy? Đi vô dọn cơm kìa. Làm như mệt lắm vậy.